Lời đầu xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em trêu đôi trên mệnh miền Tổ quốc. Qua đây thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Thì hôm nay em làm một video test chiếc đầu đĩa Soli của hãng Soli với model là CDP362AS cho các khách ở Hà Nội. Đấy. Thì chiếc này cũng rất là quen thuộc rồi, cũng nhiều anh em tin dùng. Với chiếc này em sẽ giới thiệu sơ qua thôi. Thì nó có dài 43, mặt vai nhôm sơn đen, chiều cao của nó 10 cm và chiều sâu nó 34 cm bác nhé. Chiếc này được sản xuất năm 1986. Đấy. Nó nặng là 5 kg và chạy hai con dài mã PCM56P. Chất của nó rất là chi tiết và dài sầm rất tốt các bác nhé. Sẽ quay về phần ngoại hình của em nó để cho các xem. Vậy thì ngoại hình mặt mũi em nó rất là đẹp, không có biết chảy xước gì bác nhé. Chảy xước nào cả. Thì tuy nhiên một phần lắp lưng thì em nó có bị chảy đây. Đây nữa. Góc bên đây. Chuyện này nó không ảnh hưởng gì bác nhé. Nó chỉ về thẩm mỹ thôi. Lắp lưng thì cũng mình để thiết bị khác rồi. Đây, hồi đó thì không cấn móp gì, rất là đẹp. Đấy, tiếc cho mọi cái phần lắp lưng nó rất là đẹp luôn. Đây có vết này. Sơ điện máy đây, CDP362S này. Điện 100V, cực trữ 11W. Sơ máy là 258416 các bác nhé. Đường ngắn lốc mạ vàng, nguồn rồi. Đấy. Sẽ mở phần lắp lưng để cho các bác xem phần nội thất bên trong. Rất là mới bác nhé, tủ cao cấp thôi, zin nguyên bản các bác nhé, không một lốt hàn luôn. Con này nó chạy hai con dài mã PCM56P. Một con hai con này nó đây. Đấy. Nó mới đó nhá. Con này cũng rất là quen thuộc rồi. Cái giá thành thế này rất là hợp lý, vừa phải để anh em chơi mà đọc lại tốt. Thế này em ép mấy cái âm ly Peeler 7900. Và đôi loa Technic 2070 nhé. Các bác hãy đeo tai phone vào cái chiếc đồng của em đó. Thì, bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp em nhé, và like share giúp em ngày càng phát triển các bác nhé. Đấy, nhận bài ngay. Thank you.
thật như xưa. Buổi trưa em che non lá, cá sông liếc nhìn ngẩn ngơ, lũ chim khuyên ngất ngây từng xa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi chọc mang nên nhớ thật bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nỡ, tắt con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Để trai xứ Huế mộng mơ. Huế ơi, ta nhớ muôn đời, vòng trăng hồ sen trong hoàng thành, tiếng chuông từng đêm chiêm hồn. Ta nhớ muôn đời, gái quá xinh tóc mây ngang lưng tứ tình. Ta nào tốt các bạn nhé. Nhạc hoa đem cho nhau ghi vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu. Phút chia tay dầu dầu, tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương ngủ hoài, biết khi cho là mất cuộc đời ai sống. Chiếc nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa.
Ngày mà tạo rất là tốt các bác nhá. Xin phép dừng video test ở đây. Thì, chiếc đầu thì em bán rồi, còn đâu là chiếc âm ni này em bán với giá là 3,5 triệu đồng bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ tiếp với em với số máy là 0907 23269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.